bổn công chúa. Chuyện này không, bổn công chúa không chịu đâu. Nhã Nhi tỷ tỷ, phải làm sao đây? Công chúa, biểu ca, Quỳnh nói gì đi chứ? Mặc kệ, ta không gả cho đệ đệ của tên Niên tướng quân đó đâu. Niên gia bọn họ đều là người xấu. Ngươi, ngươi theo bốn công chúa đi gặp Hoàng Quynh đi. Phải cho Hoàng Quynh biết, ta chỉ gả cho một mình ngươi. Tích Nhi à, đừng bướng bỉnh nữa mà. Ngươi, hay lắm. Ngươi sợ đúng không? Thì ra đối với ngươi, ta cũng chỉ như vậy thôi. Ta... Ê trời, không phải. Vậy thì tại sao? Niên tướng quân nói như vậy thôi. Hoàng thượng vẫn chưa đồng ý mà. Trong hoàng thượng có vẻ do dự. Hơn nữa, cũng đã mấy ngày rồi. Hoàng thượng chưa đi từ Ninh Cung, cũng chưa hỏi ý công chúa. Công chúa bây giờ đi tìm hoàng thượng để làm gì? Công chúa, biểu ca nói đúng. Có lẽ hoàng thượng cũng không muốn. Nhưng lỡ, lỡ Hoàng Quynh lên tiếng thì không thể cứu vãn nữa. Hai người quên tình huyết tỷ tỷ rồi sao? Ta không muốn giống tỷ ấy phải uống thuốc độc đâu. Tích Nhi à, nói thật thì có lẽ trong mắt hoàng thượng, nàng và tình huyết công chúa không có gì khác biệt. Nhưng Niên gia và Trương gia lại khác nhau một trời một vực. Niên tướng quân nắm giữ trọng binh, phía tây lại xa thôi. Tướng sĩ thậm chí chỉ biết hắn mà không biết hoàng thượng. Đức cao trọng trọng như vậy, bảo rằng hoàng thượng không chút kiêng dè, ta không tin đâu. Những điều ngươi nói có liên quan gì đến hôn sự của bổn công chúa? Đệ đệ của hắn muốn lấy nàng, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng đồng ý cho cuộc hôn sự này. Công chúa cho đệ đệ của hắn, người có biết không? Được. Di thần có nghe qua. Giả tâm của Niên gia ngày càng lớn. Có muội muội là quý phi trong cung vẫn chưa đủ, nay còn muốn lấy công chúa. Bước tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ muốn đoạt ở ngôi vị hoàng hậu của bổn cung? Đừng đừng bớt giận. Ngôi giận ư? Người bảo bổn cung làm sao có thể ngôi giận? Bổn cung đã giúp người trở thành chỉ huy cẩm y vậy. Nhưng khi có chuyện, hoàng thượng chỉ nghĩ tới tình nô tài điên phú. Trước đây muốn người thu phục hắn cho bổn cung bên cạnh hoàng thượng, đến nay vẫn chưa có tiến triển gì cả. Ngươi, đúng đúng, đừng đúng, hãy bảo trọng phụng thể. Bổn cung không phải muốn trách ngươi. Di thần hiểu nỗi khổ tâm của nương nương, nhưng mà nương nương cứ yên tâm, Niên gia muốn lấy công chúa, nhưng mà chưa chắc hoàng thượng sẽ đồng ý. Với lại trước đó chúng ta bắt được điểm yếu của hắn, nhưng mà người này hành sự vô cùng cẩn thận, nên chúng ta vẫn chưa có cơ hội. Nhưng lúc này Niên gia diễn một vở kịch hay như vậy, xem ra lại là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Sao lại như vậy? Nương nương không biết đó thôi. Hắn đã... Có chuyện như thế thật sao? Bởi vậy người đang gấp gáp không phải là chúng ta, mà là người như hắn. Mà gấp gáp thì nhất định sẽ lộ sơ hở. Đây chính là cơ hội cho chúng ta. Xem ra ngươi đã có kế hoạch. Vậy thì cứ thế mà làm. Bổn cung sẽ đợi tin vui của ngươi. Tối nay giờ tí, cảnh giận môn, có chuyện cần thương lượng. Niên phú. Giờ tí đã qua, Niên tướng quân vẫn chưa đến. Ai đó?
bị qua mắt rồi sao? Đại nhân, Ngô Minh là ngươi à? Tại sao lại tới đây chứ? Thuộc hạ có ca trực tối nay, vừa đến cạnh Vận Môn nhìn thấy đại nhân, đứng lên chào hỏi, ai ngờ nhìn thấy một bóng đen nên đã theo đại nhân đến đây. Sao, có bắt được chưa? Đại nhân cũng nhìn thấy à? Vậy là không phải tiểu nhân qua mắt. Trong cung đúng là có người đã đến đây với bộ dạng khả nghi. Nếu không tìm thấy, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đây là Phục Tiên Điện, là nơi cung phụng các linh vị tổ tông, không phải là nơi chúng ta có thể tùy tiện ra vào. Phụng Tiên Điện? Đại nhân nói đây là Phụng Tiên Điện. Đúng vậy. Người nào dám xông vào Phụng Tiên Điện thế này? Không hay rồi. Sư phụ, dám xông vào Phụng Tiên Điện, mau bắt lại. Sư phụ, đệ tử không ngờ sư phụ lại hãm hại đệ tử như vậy. Chỉ trách ngươi không biết điều. Ta đã nhiều lần nhắc ngươi không nên xen vào chuyện của người khác, ai bảo ngươi không nghe. Nay ngươi đã đắc tội hoàng hậu nương nương, cho ngươi biết sự lợi hại. Nếu sư phụ bắt đệ tử, tại sao không giam vào nhà lao, lại đưa đệ tử tới chỗ này? Mẫu quan và sư phụ của ngươi định cho ngươi một con đường sống, ngươi thấy sao? Một con đường sống à? Chuyện hôm nay hiện trường chỉ có Cẩm Y vệ tử sĩ, chỉ cần di sư và hành khách đại nhân nói một câu, họ tuyệt đối không dám nói nữa lời. Cho nên sư phụ và hành khách đại nhân muốn đệ tử làm gì? Đưa mảnh giấy này trình lên trong hoàng thượng. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thôi. Có còn nói thức thời giả duyên túng thuyền, có chi và chúng ta ngồi chung một con thuyền. Hắn muốn gả công chúa cho đệ đệ. Con chuyện và công chúa ta không cần phải nói nữa. Xem ra các người đã cài nội gián vào. Lạ, Chỉnh Tề à? Có thì đã sao? Trong cung không ai có thể thoát khỏi tay mắt của Cẩm Y vệ. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ta không đồng ý thì sao hả? Nếu như ngươi không đồng ý thì mảnh giấy này cũng sẽ xuất hiện trên ngự án của hoàng thượng. Chứ khác là người không được thoải mái như bây giờ đâu. Giả lại hơn 10 ngày nữa là thọ yến của Thái Hậu rồi.
Trẫm không muốn gây thêm nhiều chuyện trong khoảng thời gian này. Ngươi hiểu lời nói của Trẫm chứ? Rõ. Thần đã rõ. Rõ rồi thì hãy lui xuống cho ta. Việc này không được để lộ ra ngoài. Bằng không, các ngươi đã biết hậu quả rồi đó. Dân, y thần tuân chỉ. Con cùng vào cung. Việc trước đó đã nói với Ai Gia, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Hoàng thượng giá đao, công chúa giá đao. Nhi thần cung trước thái hậu, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng hoàng, mau đến bên cạnh mẹ nào. Thần tham kiến thái hậu. Mọi người xem, Ai Gia vừa nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến rồi. Khởi bẩm thái hậu, đệ đệ gần đây bị nhiễm phong hàn cho nên phát sốt, hôm nay không thể cùng thần đến đây, mong thái hậu tha tội. Thì ra là vậy, Ai Gia còn tưởng rằng hôm nay được gặp mặt, cho nha đầu con xem thử. Ôi, mẫu hậu nói gì vậy? Không sợ mọi người chê cười sao? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà chê cười? Vài ngày trước quý phi đã thưa chuyện với Ai Gia, ta cảm thấy hôn sự này cũng khá tốt. Hoàng đế, người cảm thấy thế nào? Mẫu hậu. Bát Dương gia, Cửu Dương gia, Thập tứ Dương gia đến. Cùng chúc thái hậu, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nhân Nhi, con, sao con lại đến đây? Họ thần của mẫu hậu, phần làm con sao có thể không đến chúc thọ? Hà Nhi đã chuẩn bị quà mừng cho mẹ, sẽ được mang đến đây ngay. Còn đến được là món quà tốt nhất cho Ai Gia rồi. Hoàng đế, Ai Gia biết rằng không có lệnh của con thì thập tứ đệ không thể tự tiện rời khỏi phủ. Hôm nay là thọ thần của Ai Gia, có thể thông cảm không? Anh cách là nhân dài tên cẩm y vệ, vì ngăn cản ta xuất phủ nên đã bị bổn vương ra tay dạy dỗ rồi. Nay bổn vương đã ra khỏi phủ, việc này cũng không thể trách họ. Mong đại nhân đừng trừng phạt họ. Hạ quan. Sao Dương gia lại nói vậy? Hôm nay là thọ thần của thái hậu, Dương gia dẫu cũng chúc họ cho thái hậu là chuyện nên làm. Có lẽ anh cách sẽ không để bụng đâu. Được rồi, nói ít thôi. Thập tứ đệ, Trẫm và đệ đều là con, ta cũng hiểu tấm lòng hiếu thảo của đệ. Hôm nay hãy bầu bạn với mẫu hậu, ngày mai mọi việc trở lại như cũ, hiểu không? Thần đệ đa tạ ân điển của hoàng huynh. Dương gia, chia tay ở xa trường nhiều năm qua, nay có vinh dự gặp mặt, chúng ta phải uống thêm vài ly. Đương nhiên, niên tướng quân quy danh hiển hách, bổn vương sẽ tiếp rượu. Thập tứ gia, người trong cung đều biết rõ.
Hôm nay huynh lại nói đỡ và kết bạn với huynh ấy. Ta và thập tứ gia từng cùng chinh chiến xa trường, tình nghĩa có được trên chiến trường là điều rất đặc biệt. Hôm nay gặp lại nên nói thêm vài câu, sợ gì chứ? Giá lại chẳng phải hoàng thượng cũng không nói gì sao? Ca ca, hoàng thượng bề ngoài không nói gì không có nghĩa là trong lòng không nghĩ gì. E rằng ca ca đã vô tình chọc giận hoàng thượng rồi. Ôi, mũi mũi tốt của ta, phải chăng mũi ở trong cung lâu rồi, cả ngày cùng các cung nữ trong cung bắt gió bắt bóng, nghi ngờ lung tung. Dinh dự hiện nay của gia tộc họ Niên là do huynh dùng mạng sống để đổi lấy trên chiến trường. Bảo quan chân võ ở trong điều không ai thay thế được. Ca ca, cho nên muội hãy yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không làm gì huynh đâu. Bổn cung đã nói những gì nên nói, ca ca tự biết thân biết phận nha. Theo bổn cung thấy, hoàng thượng không xem trọng nhà họ Liên như ca ca đã nghĩ đâu. Ồ, sao lại như vậy? Việc xin cưới công chúa hoàng thượng đến nay vẫn chưa quyết định. Trong lúc thọ yến, kể cả thái hậu mở lời mà hoàng thượng vẫn không trả lời trực tiếp. Ca ca cho rằng tại sao? Còn tại sao nữa? Chẳng phải là do thập tứ gia bỗng nhiên xuất hiện? Được rồi, muội muội tốt, muội có biết tất cả dinh dự của nhà họ Niên đều gửi gắm vào muội hay không? Tự nhiên sao ca ca lại đổ hết trách nhiệm lên người muội? Chẳng lẽ không phải hay sao? Hiện nay trong cung chưa có hoàng tử, nếu như muội có thể giúp hoàng thượng sinh ra một tiểu hoàng tử, sau đó lập thành thái tử, vậy thì nhà họ Niên sẽ thịnh vượng rồi.